Và nối tiếp với chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời tuần trước thì tuần này chúng tôi sẽ gửi đến quý vị phần tư vấn cuối cùng quanh việc thế chấp tài sản khi vẫn còn nợ tiền thuế đất hoặc thế chấp đất nông nghiệp để vay vốn ngân hàng. Mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Nghiệp phải đáp ứng điều kiện gì để vay vốn ngân hàng? Đất nông nghiệp được gọi là hợp lệ để mà làm thủ tục vay vốn tại ngân hàng thì phải có các cái điều kiện như sau. Thứ nhất là đất đó phải có cái giấy xác nhận, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cái thứ hai nữa là đất đó không có ai tranh chấp cả đến cái thời điểm vay vốn ngân hàng. Cái tiếp theo nữa là quyền sử dụng đất thì không bị hoặc là chưa bị kê biên để mà giải quyết trong những cái vụ án. Thứ tư là vẫn còn trong cái thời hạn sử dụng đất. Và cái cuối cùng là đã đóng tiền sử dụng đất cho nhà nước. Khách hàng cần lưu ý gì khi muốn thế chấp tài sản là đất đai? Trong thực tế đó thì hiện nay phần lớn các cái tổ chức tín dụng ngân hàng đều mong muốn rằng khách hàng sử dụng loại đất ở đô thị hoặc là đất thổ cư để thế chấp, để làm cái tài sản thế chấp tại ngân hàng, và cũng rất là hạn chế cho những cái đất nông nghiệp đang mang đi thế chấp tại ngân hàng. Đây cũng là một trong những cái khách hàng cần lưu ý khi mà chúng ta mang cái tài sản của mình đi thế chấp để không mất thời gian. Đất chưa có sổ đỏ có thể vay vốn ngân hàng được không? Do cái quyền mà sử dụng đất của quý khách hàng chưa có cấp giấy chứng nhận, trong trường hợp này là sổ đỏ hoặc là sổ hồng, thì quý khách chưa thể vay vốn tại ngân hàng. Bởi vì là quý khách là không thể đăng ký giao dịch đảm bảo, và đặc biệt nữa là không đáp ứng được cái quy định cho vay số 1627 của Ngân hàng Nhà nước quy định trong cái luật cho vay của tổ chức tín dụng hiện thời đang áp dụng. Quý vị vừa theo dõi chuyên mục khách hàng hỏi ngân hàng trả lời trên kênh truyền hình FVNC. Và mọi thắc mắc nếu quý vị có liên quan đến các giao dịch ngân hàng thì Phi Yến xin mời quý vị cùng gửi thư đến hộp thư tạp chí ngân hàng fvnc@gmail.com. Chúng tôi sẽ lần lượt đề nghị các ngân hàng hỗ trợ giải đáp đến quý vị trong các tạp chí số ra hàng tuần.